bánh xèo nhí đi. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k một cái. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Ôi chào. Ôi chào tất cả. Cái gì? Chào con gái nha. Rồi. Nhớ like, subscribe và bình luận nhiều cho chú. Cho chú là nhiều video cho chú lên đời. Có lên đời không? Chứ ngày chưa được 3 ngày chưa được 1000 view. 3 ngày chưa được có 1000 view. Buồn. 3 ngày mà chưa được 1000 view. Buồn. Buồn không? Buồn. Nghĩ sao? Nghĩ sao mà kiệt đẹp trai thế này mà ông bà cô chú 3 ngày mà coi chưa được có 1000 view. Sao Kiệt? Theo con ấy thì như thế nào? Rất là rất là sao? Buồn à? Không hiểu à, không hiểu à, sao luôn hả? Chơi bạn trai mà. Tâm Anh là đi ngang qua. Kiệt, Kiệt, bắt đầu kêu gì kìa? Mình đâu biết à. Ủa từ nãy không có khách vô luôn á. Sister cho anh. Tự nhiên không thấy khách vô luôn á. Từ nãy không thấy khách vô luôn á. Con mấy tay chú Long, mấy ba tay cả mà của chú 2 lít chưa. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Chú Long mới quay mà. Mới vừa tới mà không tới máy bay liền. Ủa? Người ta mới vừa tới mà sao máy bay liền? Hai nói là máy bay chú. Ủa? Thôi con chào con chào của ông, con chào ông cả ông bà ông đúng luôn. Thôi. Con chào Tiến Long, con chào cả bà của chú nước rồi nước ạ. Mời máy bay chú Long rồi. Chưa hiện máy bay rồi. Xe con. Đi đâu làm gì? Kiệt, làm gì? Con xe là Kiệt, đeo cái vỏ vô cho đàng hoàng đi con. Đeo cái vỏ đàng hoàng. Hả? Đi đâu? Làm gì? Đừng qua đó làm gì, xe cộ. Qua đường nguy hiểm lắm. Bệnh viện quận 12 đây là xe cứu thương đi đây đi xuống khoảng tầm khoảng cây số ha, hơn cây số ha, rẽ bên tay trái là tới bệnh viện quận 12. Dạ trung tâm ở các cô chú anh à. Dạ. Ủa mấy bữa nay cô giáo còn dạy con không? Còn à.
nay chú Hậu ngồi treo queo, không bán được trái sầu riêng rồi luôn. Từ nãy không có khách vô hỏi sầu riêng luôn. Dạ hả? Hả? Sao? Được chứ. Trời ơi, đó là trồng sầu riêng mà. Mấy ngày này thì bán tầm khoảng 500-700 kg. Ngày nào? Bây giờ nó đang cuối mùa mà. Bắt đầu đấy, nên là với lại nữa hàng ngoài chợ bán rất là nhiều, đang sầu riêng hột miền Đông rất là nhiều. Bán ngoài đường á nên là bà con sẽ ăn hàng chợ cũng nhiều. Sẽ ra chợ mua. Rớt cái đùng. Ủa? Không thấy khách luôn nha. Đúng không? 15 phút rồi nha. Cảm ơn con. Rồi. Cảm ơn con nha. Khách đâu rồi? Bà nội kêu kìa. Cảm ơn. Bà nội kêu kìa. Chú Long nó thiệt á. Rồi bà nội chắc rồi ra rồi kìa. Nội kêu gì đó mà. Hả? Kiệt nha. Kiệt. Hôm qua bán được không con? Được phải không? Hôm qua được mà chú Lâm. Rồi còn bánh nhiều quá đó con. Chiên nữa, mà nội kêu không chiên nữa. Trời. Bánh đang còn nhiều. Chiên, tôi lỡ rồi. Lấy gì kìa? Lấy gì đó con?
biết bữa nay ngày gì không? Ngày gì chay? Ừ. Bữa nay người ta ở dưới là 29, mai 11. Nên là người ta ăn chay, đa số là ăn chay nhiều. Hôm nay ngày chay. Đâu cái gì? Thấy anh Kiệt nói gì hôm chú Đông cũng không hiểu được. Đấy. Không biết luôn à. Dẫn cho ngày nay chú Long đi học mà. Thứ bảy chủ nhật là chú Long không có rảnh. Tối chú Long ở đây rồi. Cái hồi mệt quá là nghỉ. Mấy tháng hả? Sao mấy tháng không em? Rồi em xin kết thúc video luôn. Chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k một cái. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye con nha. Thank you.